hai, anh bị mất trí hay sao mà lại hiến thận cho cô ta? Trời, anh thấy đâu có vấn đề gì to tát đâu mà em làm gì khẩn trương quá vậy? Em là bác sĩ, em biết được đời sống của người hiến thận là như thế nào. Cô ấy chỉ là người dân thôi mà, tội gì anh phải hy sinh bản thân mình như vậy? Với lại nhà cô ấy giàu có bề thế như vậy, anh lo gì mà không tìm được thận thích hợp? Sao mà em có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy hả? Diệt Linh là người anh yêu, và cô ấy là người tốt, cô ấy đáng sống, em hiểu không? Nhưng ba cô ấy đối xử với anh em mình như thế nào anh quên rồi hả? Anh giúp người ta, có chắc là họ sẽ mang ơn anh không? Hay là cho rằng anh làm như vậy để mong gia đình của họ chấp nhận anh hả? Anh không quan tâm sau này xảy ra sao, chỉ cần biết hôm nay anh có thể cứu Diệt Linh thì anh vẫn sẽ bất chấp cả tính mạng của mình. Anh, sao rồi bác sĩ? Ca mổ thành công tốt đẹp, chúc mừng ông. Diệt Linh đã khỏe mạnh rồi, giờ là lúc mình phải rời xa cô ấy, không thể để cho gia đình cô ấy xem thường mình được.